anh swan anh không mang được chiếc đá anh chênh chênh bằng chênh bằng swan anh mang kiếm chênh bằng máu mới ta thay anh tự bài chân bằng bằng anh tự tiêu hãy bài cho mối bằng đang khóc. Mình vào đây móc mà móc cua đất nó mày những ba cô mắt lói sao mấy anh khơi cái màu cặp này nè đá lại nó sao thế mà bao này nè mới lên lứa đi đi xuống ồ thấy mà nè hôm kia có mưa đất nó mềm á, bây giờ mấy đứa nhỏ nó ra nó kiếm bắt cua, nó đi móc cua nè, bé này nó đang móc mà sao cũng không ra, bao nhiêu? Ấy nó cầm phun nè, à chạy mà, mình lướt, ắt lướt kì, mấy đứa nó đi đào cua ở dưới quê mấy đứa nhỏ nó không có đi học à đi ra nó rảnh cho nó đi kiếm bắt cua thì sắp tới là tới mùa ve rồi nó bắt ve sậu anh swan này cái mang thì chích cái đám chênh bằng swan cái mang kiếm chênh trời xây không cái đám này có chua cái đám cái gần nhau nó rủ đi bắt cua nè nó móc cua sau ra trái xoài nữa trời anh ấy khoa cái đám sẽ vỡ trong rừng cái đám bán xoài tôm chứ vậy bài cái đám xưa vì quan châu từ rừng về sim á anh cái vùng này hồi xưa mà mới giải phóng rồi về đây ở dòng thứ cua này á tới mà mưa xuống á cua nó bò lỗng ổng đầy đường hết không cần phải đi tìm kiếm bắt từng con vậy đâu đi theo với cái đường nước á ra bên đường nhà có cái đường nước vậy nè mà nước nó chảy cua nó bò tùm lum ở trong đó mà hồi xưa nhiều cái ruộng á cua nhiều quá nó ăn lúa nó làm phá hại lúa còn bây giờ là phải đi kiếm từng con đỏ không mắc luôn dưới cái vùng này xưa ếch cũng vậy nữa ếch cũng nhiều lắm ếch rồi mấy con nhái mấy con bồ tọt á
ở đây ta kêu con bùa tọt đó, có mưa xuống là nó nhảy đầy đường hết á. Bây giờ thấy tụi nó đi bắt nhái hình như nhái đóng câu hay gì, nó có cái cây gì, nó có cái như là cái lưới gì đó. Nó đi chụp, nó bắt từng con thấy cua quải lắm. Bây giờ mấy con đó muốn tuyệt chủng là cua rồi nhái. Mấy năm giải phóng, mới giải phóng ở vùng này mà cua nè, rồi nhái nè, rồi ếch nè. Còn ở dưới đồng mà tới mùa nước cá thôi, không biết đem đi đâu cho hết luôn. Mà lúc đó có nhiều nhưng mà đâu có mua bán gì được đâu à. Không có đường lậu, không có đường đi gì hết, thành thử ra cũng bán thì cũng rẻ mạt à. Đến nỗi mà cá trạch hồi xưa mà nhiều quá, khi mà làm khô nhiều quá cái mình lấy cái khạp nước muối á, bắt cá trạch mình đổ vô. Nấu bình trà rồi trụng đầu lại, nó kể chuyện đời xưa rồi nói chuyện tàu lao thiên định đâu, rồi nướng cá trạch ăn với uống nước trà. Còn bây giờ cá trạch ký tới trăm ngoài, nó gần bằng một ký thịt bò. Thử ra đâu có cái chuyện mà lấy khô cá trạch ra ngồi ăn uống nước trà đâu. Cá trạch hình như khô cá trạch ký tới 300 gì đó, hơn cả thịt bò đó. Đây là ở An Tức, bữa hôm ghé quay cái giếng này rồi, cái giếng này có nước. Ở dọc này là nó có 3 cái giếng, mà bữa hổm thì không có ghé 2 cái giếng kia, chỉ vô cái giếng này thôi. Mà cái giếng này thì nó còn nước nè, nước nó cũng nhiều lắm à. Thì nước ở đây là bà con ở đây người ta lấy, người ta làm đây, người ta tắm, người ta xách nước về sàn. Phần dọc chỗ này nó có 3 cái giếng, để chút vô 2 cái giếng kia quay. Chỗ này chắc là còn nước, chỉ có bên U Lâm là không bảo đảm. Rồi mấy cái giếng mà đầu nhỏ nhỏ bên U Lâm chắc là không có nước. Đây cũng có một cái giếng thôi. Nữa bên này là cái giếng thứ hai. Còn tuốt bên kia có một cái nữa, đây là coi cái giếng này thì chắc chỗ này là có nước. Nước động ở trên đất, trên đồng. Cái giếng này cũng lớn luôn. À, cũng là nước á. Nước chỗ này còn sâu mà sạch nữa nè. Ở đây thì nước thoải mái, nó cũng gần làng rồi, bà con người ta ra đây ta xài nước ở kế bên làng. Này rau muống là đọt mì đó. Này rau muống. Bữa nay là ngày mùng 2 Tết của đồng bào Khmer, là Tết Chui Thăm Thăm Mây. Mà vẫn quay chùa chiền gì người ta không có tổ chức gì hết. Tại vì do cái vụ dịch cúm Covid-19 á, thành thử ra người ta hạn chế tụ tập đông người. À, nên chùa không có tổ chức ăn Tết nhân quay à này.
Tại các chùa chiền không có chùa nào người ta làm hết, không có cho mà con đông đảo tới cúng chùa hay đi chùa gì hết. Cái này là chùa Bân, chùa Sai Bân ở Ô Lâm. Chứ bình thường là mỗi năm là mỗi lúc này là ở chùa đông lắm, vui. Rồi tối người ta tổ chức ca múa gì ở dưới ở sân chùa nữa. Bây giờ mình chạy vô cái giếng này coi. Đây cũng là một cây giếng ở giữa ruộng nè. Bữa hổm lại đây thấy có mấy đứa nhỏ nó lại nó múc nó mót từng chút à, nước nó cũng cạn, không biết qua cơn mưa hôm kia có nước không. À có nước lại à, cái giếng này bữa hổm cạn quen bây giờ có nước rồi nè. Rồi chút nữa chạy lên trên kia thấy mấy cái giếng nhỏ nhỏ nó khúc trên mình cũng có mấy đứa nhỏ nó lại múc á. Mình để coi có nước không, ở đây có nước rồi nha bà con. Giếng này nó để chữ gì nữa? Kính tặng xã An Phước, công ty gì ta? Công ty nông nghiệp ở huyện Tri Tôn, kính tặng nhân dân xã An Phước. Cái giếng này của công ty nông nghiệp người ta tặng, người ta làm tặng, nước bữa nay nhiều.